Chiều 2 tháng 10, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị tiếp tục tạm giữ hình sự Đinh Văn Giáp 24 tuổi và Đinh Văn Trường 19 tuổi cùng quê Yên Bái để làm rõ các hành vi giết người, cướp tài sản của tài xế Grab Nguyễn Cao Sờ, 18 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Từng một lần từ chối chở hung thủ. Theo cảnh sát, ngày 20 tháng 9, cả Giáp và Trường rủ nhau xuống Hà Nội chơi, chúng thuê nhà nghỉ gần bến xe Mỹ Đình. Giáp bán chiếc iPhone 5 sờ được một khoản tiền để chi tiêu. Đến ngày 26 tháng 9 thì hết lộ phí, Giáp rủ Trường về quê ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Để có tiền về, cả hai nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe ôm. Tối cùng ngày, chúng ra trước cổng bến xe Mỹ Đình mặt đường Phạm Hùng để tìm con mồi. Thấy anh Sờ chạy xe Exciter đang tìm đón khách vào ban đêm, chúng dẫy xe. Giáp đề nghị anh Sờ chở về nhà trọ và được nam tài xế đồng ý với mức giá 60.000 đồng, nhưng đúng lúc này Sờ lại nhận thêm đơn hàng mới giao về phố Nguyễn Chí Thanh, quận Cầu Giấy, nên từ chối. Giao hàng xong, anh Sờ tiếp tục quay lại bến xe Mỹ Đình, vẫn thấy Giáp và Trường ở đó nên đã đồng ý chở cả hai về Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Trên đường đi đến khu vực quan vắng phía sau học viện cảnh sát bị hai đối tượng giết hại. Sau khi gây án, Giáp và Trường cùng lấy chiếc Exciter của tài xế để bỏ trốn về quê. Trên đường chúng vứt mũ bảo hiểm, con dao gây án vào giường nhà dân, chiếc biển số xe cũng được tháo bỏ tại quê nhà Yên Bái. Cảnh sát đưa hai đối tượng đến thực nghiệm trước cổng bến xe Mỹ Đình. Ảnh Hoàng Anh. Hai nghi phạm không thể thoát án tử. Luật sư Diệp Năng Bình, văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, cho hay các đối tượng đã bàn bạc với nhau từ trước, chuẩn bị hung khí, con dao mang theo người và lên kế hoạch thuê xe điều đến vị trí định sẵn rồi sát hại tài xế. Sau khi sát hại còn chiếm đoạt chiếc xe máy, điện thoại của nạn nhân. Hành vi của các đối tượng không những đã tước đi quyền được sống của người khác mà còn xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Hành vi phạm tội này đã thể hiện ý thức giết người trước, sau đó thì cướp, đã cấu thành tội giết người và tội cướp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm E, N khoảng 1 điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với tình tiết định khung giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Đối với tội cướp tài sản được quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự, kết quả định giá tài sản chiếm đoạt sẽ làm căn cứ xử lý tương ứng các đối tượng theo định khung tăng nặng. Luật sư Bình nhận xét, hành vi của cả các đối tượng thực hiện phạm tội đến cùng và không còn tính người, gây phẫn uất trong dư luận. Theo quy định, nếu cả hai có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho hai tội danh là tử hình. Tối ngày 28 tháng 9, người dân phát hiện thi thể nam sinh Nguyễn Cao Sờ, 18 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, mặc trang phục rác bị sát hại tại bãi đất quan thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 30 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ hai hung thủ Đinh Văn Trường 19 tuổi và Đinh Văn Giáp 24 tuổi cùng quê Yên Bái. Cả hai khai nhận vào khoảng 21 giờ ngày 26 tháng 9, chúng đến khu vực cổng bến xe Mỹ Đình để uống nước. Tại đây, Giáp mặc cả giá xe ôm với Sờ để yêu cầu anh này chở chúng về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp lấy dao và đâm liên tiếp vào sau lưng nam sinh. Thấy nạn nhân bỏ chạy, hai tên này lấy xe máy của nạn nhân phóng đi rồi sau đó về Yên Bái trốn. Anh Sờ được xác định tử vong vì mất máu cấp tính, cảnh sát xác định Giáp và Trường trước khi gây án đã có thống nhất, bàn bạc với nhau.